con, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng thất thần trước linh cữu của chồng, không còn đủ sức để khóc nữa rồi. 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7, linh cữu cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng được chuyển tới nhà tang lễ Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lễ viếng. Di ảnh cố nghệ sĩ Thanh Hoàng, cáo phó tại lễ tang. Linh cữu nghệ sĩ Thanh Hoàng được đưa tới nhà tang lễ từ sáng sớm. Người nhà có mặt đầy đủ tại đây để chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho lễ viếng. Vợ cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng cùng con trai út thất thần bên linh cữu chồng. Mấy tháng gần đây anh ấy mới phát hiện bệnh trở lại, gầy đi rất nhanh. Mới hôm trước anh vẫn còn đi quay như bình thường, mà hôm nay anh ấy đã đi rồi, vợ nghệ sĩ Thanh Hoàng chia sẻ. Gia đình cho hay nghệ sĩ Thanh Hoàng mất lúc 17 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Lễ viếng còn khá vắng vẻ vào sáng sớm. Vợ cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng không còn sức để khóc. Bạn học con trai út của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng cũng có mặt từ sớm chia buồn và phúng viếng cùng gia đình. Nghệ sĩ Thanh Hoàng có hai người con trai, con út có tên Tuấn Khôi vừa tham dự kỳ thi trung học phổ thông 2018, con trai lớn đang từ Mỹ trở về. Nghệ sĩ Thanh Hoàng, cha đẻ vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang qua đời ở tuổi 55. Thông tin nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Thanh Hoàng đã qua đời vào tối ngày 26 tháng 7 khiến mọi người vô cùng thương xót. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, những người bạn của diễn viên Thanh Hoàng bày tỏ sự thương tiếc khi nghe tin đồng nghiệp qua đời. Được biết nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng hưởng dương 55 tuổi. Được biết tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn vào ngày 29 tháng 7. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng được nhiều người biết đến là một nghệ sĩ có nhiều thâm niên trong nghề, qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, đảm trách qua nhiều vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn cho tới giám đốc nhà hát kịch. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng bắt đầu nổi tiếng khi viết vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang vào năm 1994. Sau hơn 22 năm, vở diễn có hơn 1.000 xuất diễn, ăn sâu vào ký ức của người xem. Đồng thời ông còn tham gia vào hàng loạt các vở kịch như Trầu Cau, Cha Yêu, Giấc Mơ Người Tù, Chuyện Trong Đêm, mang đến nhiều tiếng vang trong giới sân khấu kịch. Ngoài ra, khán giả còn biết đến nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua các vai diễn trong phim truyền hình như ông Tư Tăng trong Chữ Hiếu Thời A Còng, Phước Hải trong phim Dương Cầm và rất nhiều vai diễn khác để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả xem truyền hình. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và loạt sau việc bàng hoàng trước sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Hoàng. Một diễn viên kỳ cựu của làng sân khấu, phim ảnh, Thanh Hoàng đã mất vào chiều ngày 26 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian điều trị ung thư, hưởng dương 55 tuổi. Cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng là cha đẻ của kịch bản Dạ Cổ Hoài Lang, tác phẩm được dàn dựng thành công trên sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994. Sau hàng chục năm, vở diễn có hơn 1.000 xuất diễn, ăn sâu vào ký ức của nhiều lớp khán giả. Hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng đã được gia đình đưa về nhà. 6 giờ sáng mai, gia đình sẽ khâm niệm. Thi hài của nghệ sĩ sau đó sẽ được đưa về nhà tang lễ Lê Quý Đôn và quan tại đó cho đến sáng ngày 29 tháng 7. Nghệ sĩ Thanh Hoàng sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo có 5 anh em. Năm 1984, ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh và làm cho Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận. Sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Hoàng khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi đau buồn. Đạo diễn Đỗ Thanh An chia sẻ, với tôi, anh ấy là một người thầy, người anh mà tôi luôn yêu quý và kính trọng. Trong tim tôi cả đời này luôn có hình bóng của anh, cầu mong hương hồn của anh được siêu thoát, tạm biệt anh. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ sự bàng hoàng sau khi hay tin. Anh chia sẻ hình ảnh cùng lời tiếc thương đến nghệ sĩ Thanh Hoàng trên trang cá nhân của mình. Khi hay tin buồn, diễn viên Hồng Ánh chia sẻ, lại một người nữa vừa đi xa, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng vừa mất chiều nay. Anh từng là diễn viên thế hệ vàng của sân khấu kịch Nói Nam Bộ. Anh cũng là tác giả của những vở kịch sân khấu, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu sân khấu miền Nam và cả nước. Nổi tiếng nhất là Dạ Cổ Hoài Lang, Nợ Đời, cùng hàng loạt vở kịch truyền hình ăn khách của HTV như Trầu Cau, Cha Yêu, Con Nhà Nghèo. Hiện tại, linh cữu của anh đã được đưa về nhà. Lễ viếng anh sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại nhà tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kiếp sau xin chớ làm người là điều anh từng chia sẻ. Ra đi trong an lòng anh nhé, bạn đồng nghiệp và khán giả luôn nhớ đến anh. Diễn viên Á Hậu Trịnh Kim Chi bày tỏ sự bất ngờ, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người anh đáng kính trong nghề. Vĩnh biệt anh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng, nguyện cầu linh hồn anh mau siêu thoát, anh ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng anh nhé. Diễn viên trẻ Thanh Bình cũng buồn đau trước mất mát này của làng phim Việt. Mới hay tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng đã mất chiều nay vì bệnh ung thư. Mặc dù anh bệnh nhưng anh vẫn lạc quan, anh vẫn quay phim diễn kịch bình thường. Thời gian gần đây anh đột ngột gầy đi nhiều,
thật quá bất ngờ với tin buồn này, vì lần cuối gặp anh là lần anh em ngồi bên chén rượu, anh đã cho thấy mình là một tay guitar và piano cử phách như thế nào. Phim quay với anh còn chưa kịp phát sóng, thành kính tiễn biệt anh. Quang Vinh lần đầu đăng ảnh bố và hé lộ sự thật về thân thế gầy choáng. Mới đây trên Instagram, Quang Vinh hiếm hoi đăng tải hình ảnh đi ăn cùng bố, đồng thời phủ nhận việc là thiếu gia của Nguyễn Kim. Quang Vinh đăng tải hình ảnh vui vẻ đi ăn bữa ăn tối cùng bố. Qua đây anh chàng cũng muốn khẳng định việc anh không phải thiếu gia nhà điện máy nổi tiếng. Quang Vinh là một trong những gương mặt nổi đình nổi đám của những năm mà nền âm nhạc thị trường Việt Nam bắt đầu phát triển. Sự nghiệp đang trên con đường thăng hoa, nam ca sĩ bỗng rút lui khỏi showbiz. Anh chú tâm vào việc kinh doanh và dành nhiều thời gian du lịch vòng quanh thế giới. Cuộc sống trong mơ này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cũng chính vì thế có những tin đồn xoay quanh xuất thân của Quang Vinh. Nhiều người cho rằng anh là thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Kim, sinh ra trong một gia đình trăm anh thế Việt. Đứng trước nghi vấn này, nam ca sĩ lựa chọn cách im lặng, tập trung vào công việc của mình. Vào tối ngày hôm qua, Quang Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh cùng bố đi ăn tối. Song đây cũng có thể hiểu, anh chàng đã ngầm phủ nhận việc mình có gia thế khủng như lời đồn. Trước những thông tin sai lệch về gia thế, Quang Vinh từng lên tiếng đính chính anh không phải con đại gia như khán giả thường nghĩ cách đây không lâu. Hoàng tử Sơn Ca khẳng định gia đình anh có hoàn cảnh khá bình thường. Hiện tại bố mẹ của Quang Vinh đã có cuộc sống riêng sau chia tay. Đây là điều khiến Quang Vinh rất hạnh phúc. Nam ca sĩ vừa trở lại showbiz chưa được lâu, nhưng các sản phẩm âm nhạc của anh luôn được khán giả đón nhận. Có thể nói Quang Vinh là nam ca sĩ quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật bằng chính thực lực, không hề có scandal trước đó. Ca sĩ Quang Vinh tên thật là Trần Quang Vinh, sinh năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ khi còn nhỏ, anh đã được cha mẹ theo đuổi nghệ thuật qua các buổi sinh hoạt văn nghệ thiếu nhi ở đội Sơn Ca nhà thiếu nhi quận nhất. Năm 1998, Quang Vinh sang Mỹ học tại trường phổ thông trung học Mosiner, Bonner, Pennsylvania. Nhưng do mong muốn trở thành một ca sĩ, anh đã quay trở về Việt Nam năm 2000 khi đang học giữa chừng. Tổng hợp những mâu thuẫn giữa loạt sao Việt mà đến cuối đời cũng không thể làm lành. Từ việc Yến Trang tuyên bố không có chuyện hàn gắn với Thu Thủy, làng giải trí Việt lại có thêm một mối quan hệ không đội trời chung. Trước đó cũng có những trường hợp tương tự như ồn ào giữa cặp đôi nữ hoàng giải trí Hà Hồ, Minh Hằng hay của thầy trò Thu Minh, Hương Tràm. Showbiz Việt có không ít những trường hợp bằng mặt không bằng lòng giữa các ca sĩ với nhau. Tuy nhiên để tránh những căng thẳng không đáng có, nhiều người chọn cách im lặng để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Thậm chí họ có thể chụp cùng một bức ảnh, hát cùng một tiết mục tập thể để không gây khó dễ tại sự kiện chung. Thế nhưng vẫn có một vài trường hợp không ngại phanh phui những mâu thuẫn trước công chúng. Tiếc nuối tình bạn từ thời niên thiếu của Yến Trang và Thu Thủy. Không ít lần Yến Trang chia sẻ về những tổn thương mà nữ ca sĩ Thu Thủy gây ra cho mình. Chưa bao giờ cô tỏ vẻ ngại ngần hay muốn che giấu chuyện của quá khứ. Đôi khi, cô còn muốn nhắc lại để cho mọi người hiểu rõ hơn về mối quan hệ này. Trong khi Thu Thủy chia sẻ, tôi và Yến Trang lớn cả rồi, còn ghét nhau gì nữa, thì mới đây Yến Trang lại cho rằng, bạn là bạn, thù là thù, không bao giờ đội trời chung thì không bao giờ có việc hàn gắn. Thu Thủy và Yến Trang sinh hoạt cùng nhau từ bé tại nhà thiếu nhi thành phố, cho đến khi cùng nhau xây dựng thương hiệu Mai Trắng, thì cả hai lại có dịp gần gũi với nhau hơn. Không ngờ cũng chính từ đó mà nhiều mâu thuẫn xảy ra mà người ngoài không nhìn thấy được. Dù rất muốn nhưng với những tuyên bố của Yến Trang thì rất khó để cả hai có thể bắt đầu lại một mối quan hệ tốt đẹp. Trước đó bức ảnh chụp chung cả hai được Yến Trang giải thích là do say và không hề mong muốn. Minh Hằng, Hà Hồ, cuộc chạm trán của hai nữ hoàng quảng cáo. Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng đều là những ca sĩ đa năng của làng giải trí. Nếu Hồ Ngọc Hà được biết đến với vai trò là một người mẫu thì Minh Hằng lại ghi dấu ấn đậm nét ở vai trò diễn viên. Điểm chung của cả hai đó chính là họ đều là những nữ hoàng quảng cáo tại Việt Nam. Có lẽ vì thế nên trước đây mối quan hệ chị em được nhiều người đoán già, đoán non là bằng mặt không bằng lòng. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào có thể chứng minh được điều này. Mãi cho đến khi chương trình The Face mùa 2 lục đục lên sóng, cũng là lúc mối quan hệ căng thẳng chính thức được phanh phui. Ca sĩ Minh Hằng lần đầu công khai thừa nhận bị đàn chị chèn ép khi được mời ngồi ở vị trí huấn luyện viên. Lời chia sẻ ấy cũng có ý nghĩa ngầm khẳng định tuyên chiến với Hà Hồ trong các sự kiện tiếp theo. Cũng từ đó chưa bao giờ cả hai xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu hay chụp cùng nhau trong một bức ảnh. Học trò Hương Tràm nhiều lần xin lỗi, Thu Minh nhất quyết không bỏ qua. Câu chuyện đình đám nhất về chuyện đổ vỡ mối quan hệ từng thân thiết phải kể đến thầy trò Thu Minh, Hương Tràm. Sau khi cùng học trò đăng quang thuyết phục trong chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, Thu Minh bất ngờ từ mặt Hương Tràm vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó lý do lớn nhất để nữ hoàng nhạc dance không thể bỏ qua chính là sự vô ơn của nữ ca sĩ sinh năm 1995. Dù sau đó nhiều lần Hương Tràm đã công khai xin lỗi bằng nhiều cách, nhưng người thầy của mình vẫn quyết định làm lơ. Sau scandal, sự nghiệp của quán quân The Voice có phần bị chững lại.
đạt vị trí cao nhất tại một cuộc thi đình đám, nhưng rất lâu sau cô mới có thể khẳng định được mình. Những mâu thuẫn từ nghệ sĩ vốn đã từng gắn bó không được hàn gắn, đôi khi được đem lại nuối tiếc cho khán giả. Hy vọng với những chuyện đào qua, họ có thể ngồi lại bên nhau để tìm lại, xóa đi những hiềm khích mà bấy lâu nay không được giải quyết. Biết đâu, những sự mở lòng ấy sẽ có thêm những dự án tái hợp mới hấp dẫn cho làng nhạc Việt.